trống Chay-dam là loại hình nghệ thuật biểu diễn của người Khmer có nguồn gốc từ Campuchia, đã được lưu truyền từ hàng trăm năm qua. Cùng với dàn nhạc ngũ âm, trống Chay-dam là biểu tượng của văn hóa nghệ thuật diễn xướng Khmer vẫn còn được lưu truyền và phổ biến rộng rãi. Điệu múa trống này được gọi là một trong những loại hình nghệ thuật sân khấu đặc biệt của người Khmer. Vì thế, ở bất cứ địa danh nào có người Khmer sinh sống là ở đó đều hình thành đội múa trống Chay-dam. Thế nhưng múa trống Chay-dam lại được gìn giữ và phát huy tốt nhất ở một số huyện của tỉnh Tây Ninh. Cụ thể như ở ấp Hòa Đông A, xã Hiệp Hòa, huyện Tân Biên, ấp Hiệp Phước, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành, hay ấp Trường An, xã Trường Tây của huyện Hòa Thành. Múa trống Chay-dam ở Tây Ninh bắt đầu xuất hiện từ khoảng năm 1953 khi Hoàng thân Campuchia Sihanouk tặng Tòa Thánh Tây Ninh bộ nhạc cụ Khmer, trong đó có 3 cái trống Chay-dam. Là một điệu múa tập thể phô bày được sức mạnh đoàn kết, múa trống Chay-dam không chỉ là món ăn tinh thần không thể thiếu trong những ngày lễ hội lớn của người Khmer như lễ hội Ốc Ong Bóc, lễ hội Sen Đôn Ta hay lễ hội Chu Chân Nam Thơ Mây, mà còn thường xuyên xuất hiện trong những ngày vui của bản làng. Với những ý nghĩa quan trọng, điệu múa trống Chay-dam đã trở thành một loại hình văn hóa nghệ thuật mang tính gắn kết trong cộng đồng người Khmer. Đã nhiều năm nay, nghệ nhân ưu tú Trần Văn Xén vẫn miệt mài với việc bảo tồn văn hóa Khmer tại địa phương. Ông là người có công rất lớn trong việc phổ biến điệu múa Chay-dam của người Khmer. Tham gia học và biểu diễn múa trống từ năm 18 tuổi, đến nay ông đã có hơn 40 năm truyền dạy và biểu diễn múa trống. Ông được bà con tin tưởng bầu làm đội trưởng đội múa trống Chay-dam, xã Trường Tây. Dành nhiều thời gian nghiên cứu về văn hóa Khmer, ông Xén không ngần ngại đi tìm hiểu và sưu tầm các điệu múa cổ để phổ biến và lưu truyền cho các thế hệ người Khmer ở Tây Ninh. Không những vậy, ông đã nhiều lần đạt các giải cao trong việc diễn xướng điệu múa trống Chay-dam ở trong và ngoài tỉnh. Với những đóng góp của mình, ông Xén là người duy nhất được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong công cuộc bảo tồn văn hóa Khmer nói chung và điệu múa trống Chay-dam nói riêng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tuy rằng tuổi tác đã cản trở ông thực hiện những động tác múa khó, thế nhưng chỉ cần đeo trên mình chiếc trống Chay-dam là ông sẵn sàng trình diễn kỹ thuật múa trống của mình. Tiếng trống Chay-dam này xuất xứ từ bên Campuchia. Sau khi ở đây mà tôi vào đầu trống này 1972 tới bây giờ thì nghĩa là coi như tôi biết về cái tiếng trống Chay-dam này. Cái tượng trưng tôi thấy là cũng như là những cái lễ Tết, rồi chẳng hạn như là trúng mùa, vẫn là múa trống Chay-dam. Sự độc đáo của tiếng trống Chay-dam này rất là hay. Nếu mình có một cái đam mê đó rồi thì ở mình nghe tiếng trống là mình đã muốn đi tới đó rồi, để mình xem. Đó, mình chỉ cái nghe tiếng trống thôi chứ chưa có thấy biểu diễn lăn lộn, nhưng mà muốn tới đó rồi. Giống như nghệ nhân ưu tú Trần Văn Xén, nghệ nhân May Tích cũng là người rất có kinh nghiệm múa trống Chay-dam ở xã Trường Tây. Nghệ nhân May Tích được xem như là lớp kế thừa tiếp theo của nghệ nhân ưu tú Trần Văn Xén. Tính đến nay, nghệ nhân May Tích là thành viên lớn tuổi nhất của đội múa còn tham gia múa trống. Dù không còn linh hoạt như thời trẻ, nhưng những âm thanh rộn rã, phấn khởi của tiếng trống vẫn luôn thổi thúc ông. Sau bao nhiêu năm tích lũy kinh nghiệm, giờ đây tất cả những kỹ thuật múa trống, ông đều chỉ dạy cho đứa cháu nội và người con trai út của mình, với hy vọng chúng sẽ là thế hệ nối tiếp để gìn giữ điệu múa trống của dân tộc. Suốt quá trình bảo tồn văn hóa Khmer tại địa phương, nghệ nhân May Tích đã phát hiện ra nhiều thanh niên có năng khiếu và biết đam mê để truyền nghề.
ông đã cùng nghệ nhân Trần Văn Xén đứng ra thành lập đội múa chống Chay-dam và giữ công vị đội phó. Với những đóng góp tích cực của mình, nghệ nhân Mai Tích đã được Ủy ban Nhân dân huyện lập hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Tiếng trống Chay-dam thì cũng đã có từ lâu. Mình chủ yếu mình tập luyện cho các cháu nó nhường nhịn chút, đặng mà mình mỗi khi dịp lễ đến, ví dụ như ó ông bốc hoặc là chôl cho năm thơ mây đó, mình hướng dẫn các cháu cho nó làm lễ cho nó tốt, phục vụ khán giả gần xa cho nó vui vẻ cái lễ Tết của mình, vì Tết cổ truyền của mình nhé. Mình gìn giữ được như vậy thì mình rất là tốt cho vừa là phục vụ cho đồng bào, vừa phục vụ cho chính mình để mà làm cho nó tốt đẹp cái bản sắc văn hóa dân tộc Khmer. Với cương vị là người đứng đầu đội múa trống, nghệ nhân ưu tú Trần Văn Xén luôn sát sao, thăm hỏi, động viên các thành viên chăm chỉ luyện tập để chuẩn bị trình diễn trong những ngày hội của người Khmer. Dạo này chú cũng dạy cho mấy em nó liều hết á, tập vật mỗi ngày hả? Rất là đúng, tại vì em cũng tập luyện thường xuyên cho mấy em, giờ thấy nó cũng được khá là nhiều, khá là đạt. Thì đầu tiên thì cũng hơi khá là khó, nhưng bây giờ cũng khá đạt nhiều rồi. Tại vì mình thường xuyên tập cho nó cái động tác, cho nó gìn giữ bản sắc của dân tộc mình. Như vậy là cũng tốt rồi, thì coi như là chú phải chỉ dạy cho mấy em đó ha. Là đó là cái vấn đề, cái chiến cống thì dâm của mình đó, để là tương lai của mấy trẻ sau này nó sẽ có những cái hay của nó, để nó gìn giữ cái bản sắc văn hóa của cái chiến cống thì dâm của mình. Trước mỗi dịp lễ hội của người Khmer, nghệ nhân Trần Văn Xén thường tập trung các thành viên trong đội múa của mình để tập luyện. Ông Xén cho biết, để biểu diễn một điệu múa trống thì ít nhất cần phải có 10 người trở lên. Một bài múa trống thường kéo dài khoảng 7 phút. Bố cục của điệu múa trống gồm phần chào đầu, biểu diễn kỹ thuật điêu luyện thể hiện sức mạnh và chào kết thúc. Phần chào đầu thường là các thành viên sẽ đeo trống lên người, xếp hàng, phân chia đội hình và rong trống cho thật đều nhịp. Sau màn rong trống, các nghệ sĩ múa trống như được tiếp thêm phần hưng phấn. Họ biểu diễn các động tác khó, sắc sảo, hấp dẫn. Phần biểu diễn kỹ thuật thể hiện sự khéo léo và sức mạnh của người đàn ông Khmer. Ở tiết mục múa trống Chay-dam, người biểu diễn thực hiện đánh trống bằng nhiều kiểu khác nhau, lúc đánh trống bằng bàn tay, đôi lúc lại đánh bằng cùi chỏ, thậm chí bằng cả gót chân điều nghệ. Theo nghệ nhân Trần Văn Xén, cái hay và đặc sắc của điệu múa này là người múa trình diễn được nhiều kỹ thuật múa, nhưng vẫn phải đảm bảo âm thanh vang, không mất tiếng, không làm hạn chế cảm xúc và sự hưng phấn của người nghe. Mặc dù đây là điệu múa trống truyền thống của người Khmer Nam Bộ, nhưng múa trống ở Tây Ninh mang những nét riêng mà không nơi nào có được. Nếu mà nói về tỉnh Tây Ninh và các tỉnh lân cận khác, nó khác về cái điệu múa trống Chay Dâm. Bây giờ ở Tây Ninh đó, thì mình tập vợt, rồi mình chỏ, rồi gối, rồi gót, rồi mình biểu diễn là mình lăn, mình lộn, rồi mình que. Là nó khác ở các tỉnh khác là ở cái chỗ đó, chứ tỉnh nào cũng vẫn có giống Chay-dam. Nhưng mà ở tỉnh Tây Ninh mình là nó đặc biệt, nó khác là mình biểu diễn, mình lăn lộn. Và cái kỹ xảo, cái kỹ thuật của mình khác nhau là ở cái điểm đó thôi. Trống Chay-dam là một loại trống đặc biệt của người Khmer, là loại nhạc khí vỗ bằng tay thuộc bộ gõ. Trống Chay-dam được làm bằng gỗ mít.
đường kính mặt trống tối thiểu khoảng 30 cm. Mặt trống được làm bằng da trâu và chân của trống dài từ 50 đến 70 cm, làm bằng gỗ. Hiện tại ở Tây Ninh có duy nhất nghệ nhân Trần Văn Xén còn hiểu về cấu tạo và chế tác trống chay-dam. Để làm ra được một chiếc trống chay-dam, đầu tiên phải chọn được một thân gỗ mít có chiều dài khoảng 80 cm. Sau đó phải khoét hết ruột bên trong thân gỗ. Trước kia để làm ra một chiếc trống, đòi hỏi người thợ phải rất kiên nhẫn vì tất cả các công đoạn chế tác đều phải làm thủ công. Bây giờ nhờ có máy móc hiện đại nên việc khoét thân trống đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi đã có thân trống ưng ý, ông Xén dùng bào điện để bào phẳng thân trống, tạo nên tính thẩm mỹ cho chiếc trống chay-dam. Công đoạn tiếp theo là chế tác phần chân trống. Ngày trước người ta thường làm chân trống bằng gỗ, nhưng bây giờ để giảm sức nặng của trống thì các nghệ nhân đã cải tiến bằng cách dùng chất liệu nhôm. Nhờ có việc cải tiến này mà lúc biểu diễn múa trống cũng linh hoạt hơn. Khi chiếc trống dần hình thành dáng vẻ bên ngoài, người nghệ nhân quét một lớp sơn để tạo màu sắc cho chiếc trống. Sơn được quét dần dần, nhiều lớp để đảm bảo trong quá trình sử dụng không bị bong chóc. Chỉ với vài đường chổi, chiếc trống chay-dam đã hiện lên nổi bật với màu đỏ, nhìn rất đẹp mắt. Theo nghệ nhân Trần Văn Xén, công đoạn khó nhất để hoàn thiện chiếc trống là việc làm mặt trống. Mặt trống được làm từ vật liệu là da trâu phơi khô. Người Khmer cũng rất cầu kỳ khi chọn da làm mặt trống, bởi đó phải là con trâu khỏe mạnh và là trâu già mới đạt yêu cầu. Công đoạn cuối là cố định mặt trống bằng đinh tre cật. Nghệ nhân Trần Văn Xén tỉ mỉ từng khâu chế tác để tạo nên một chiếc trống tốt. Để làm ra được một chiếc trống, cần làm việc liên tục khoảng một tuần. Nghệ nhân Trần Văn Xén không nhớ được mình đã chế tác ra bao nhiêu chiếc trống chay-dam. Chỉ biết rằng mỗi một chiếc trống là tất cả tình yêu với văn hóa Khmer của ông gửi gắm vào trong đó. Vừa làm, ông Xén vừa thử tiếng của chiếc trống để làm sao tạo ra được một nhạc cụ ưng ý nhất. Chỉ với 3 chiếc trống ban đầu được Hoàng thân Campuchia ban tặng, đến nay đội múa trống chay-dam xã Trường Tây đã có đến 25 chiếc trống với 25 thành viên chính trong đội múa. Họ thường xuyên góp mặt ở những sự kiện lớn trong cộng đồng người Khmer và nhiều người đam mê tham gia. Nghệ nhân Trần Văn Xén cho biết, để giữ nhịp múa trống quan trọng nhất là tiết tấu. Tiết tấu của điệu múa trống chay-dam có lúc nhanh, lúc chậm, lúc nhẹ nhàng, lúc thể hiện sức mạnh, lúc lại vui đùa. Khi tiếng trống nổi lên, bất cứ ai nghe lần đầu hoặc nhiều lần đều rộn ràng với một sự phấn khích khó tả. Múa trống chay-dam là bài múa tập thể, thường theo sự điều động của một người đứng đầu hoặc đội trưởng. Cho đến bây giờ, múa trống chay-dam ở Tây Ninh còn phổ biến nhất là 3 điệu múa: múa đơn, múa song tấu và múa bộ tam. Phần múa trống từ 2 người trở lên còn được gọi là đấu trống, tạo nên một không khí thi đua tài năng sôi nổi. Những cú nhào lộn trong điệu múa trống thường gây ấn tượng cho người xem. Cái độc đáo ở đây là người biểu diễn phải ôm chặt thân trống, không để trống chạm mặt đất. Không để âm thanh phát ra từ mặt trống bị lệch tiết tấu. Người biểu diễn vừa lộn nhào nhiều vòng và vẫn giữ được tiết tấu. Cái độc đáo của múa trống chay-dam là sự đồng đều trong các động tác múa và âm thanh giữ được cùng nhịp.
Ngoài ra, trong vũ điệu Chay-dam còn có rất nhiều động tác mạnh mẽ, có phần giống biểu diễn võ thuật. Chẳng hạn như chân xuống tấn hoặc di chuyển dứt khoát. Tay bật nhanh, gõ chính xác, đầu linh hoạt, thân hình uyển chuyển, lăn đi, lộn lại, trông rất điêu luyện và đẹp mắt. À, liệu múa trống Chay-dam là nó có 4 liệu. Cái nhất tấu của nó là một người đó ra biểu diễn múa lăn lộn rối gót chở. Đó là cái nhất tấu của nó. Mình múa phải đẹp, phải hùng hồn lên, mới mạnh bạo lên và chuẩn nhịp. Nhị tấu thì nó hơi khó một tí đó. Tức là hai em của nó, thí dụ như bước cái giờ tới là phải bước cho nó liều. Rồi mình xây như thế nào, mình một chỏ, một gối, rồi bắt đầu mình mới đứng cho vậy. Đó, đứng cho vậy mình mới đấu với nhau một cái nữa, mình bỏ trở về. Rồi cái mình nghĩa là bước lên, hai người bước bằng nhau về, cứ bỏ giờ tới bước một cái nữa là mình chào. Đó là cái nhị tấu. Rồi tam tấu nó khó đó. Bây giờ cái là ba em, ví dụ sắp một cái hàng dọc. Đó. Rồi ví dụ như bây giờ mình vô mình quánh nó ba tiếng thùng, cái tiếng thứ tư là bắt đầu mình bỏ hộ. Đó, bỏ hộ mình lăn tới. Đó, lăn tới rồi mình vô, ví dụ mình vô là ba em phải trùng khớp với nhau, vô một cỏ, rồi một gối. Bắt đầu mình mới cho em này lăn về trước, em này lăn về sau, lộn em lăn vô giữa. Bắt đầu mình xây, bắt đầu mình mới lấu một vòng với nhau. Để có những tiết mục đẹp mắt như thế này, đòi hỏi người nghệ sĩ phải dày công khổ luyện. Tất cả các thành viên tham gia đội múa trống xã Trường Tây đều là người lao động. Tuy trẻ tuổi, nhưng có những thành viên đã tham gia được trên 10 năm. Người nào mới tham gia thì cũng được khoảng 3 năm. Trong số họ làm đủ các ngành nghề, có người làm thợ hồ, người làm thợ hàn, có người thì làm thuê ở trên thành phố. Nhưng tất cả họ đều dành tình yêu cho điệu múa và tiếng trống Chay-dam. Tôi tham gia cái đội trống Chay-dam này khoảng 22 năm. Thì nó múa có nhiều điểm đấy, mình nói chung là rất là hay để mình học. Và có thể là mình múa cái này để mình bảo vệ được sức khỏe của mình, rèn luyện sức khỏe của mình được. Tôi đi diễn nói chung cũng nhiều tỉnh thành, đánh giá rất cao về cái bộ môn múa nhạc tần. Tôi nói chung bây giờ cũng muốn là truyền dạy lại cho mấy anh em thế hệ sau. Cuối năm 2014, múa trống Chay-dam Tây Ninh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nhận thấy được đằng sau việc vinh danh là phải bảo tồn đúng mức. Các nghệ nhân ở Trường Tây đã chọn cách bảo tồn động. Cứ vào dịp cuối tuần, nghệ nhân Trần Văn Xén và nghệ nhân Mày Tích lại cùng nhau tổ chức truyền dạy múa trống cho những em nhỏ có chung niềm đam mê với múa trống. Khoảng 20 năm truyền dạy, ông Xén đã truyền dạy cho hàng trăm người. Với mỗi một lứa tuổi, các nghệ nhân đều thành lập một đội múa riêng để bất cứ ai cũng có thể biết múa. Không chỉ được học những động tác cơ bản, thế hệ con cháu của người Khmer còn được học và hiểu về ý nghĩa của những động tác múa ấy. Ở Trường Tây, trẻ em từ khoảng 8 đến 10 tuổi là đã bắt đầu học múa trống. Đến năm 13-14 tuổi là đã có thể múa trống thuần thục và đi biểu diễn trong những dịp hội. Điệu múa trống Chay-dam đã đi qua thời gian cùng nhiều thế hệ của người Khmer. Ở mỗi thế hệ lại đồng lại những giá trị tinh thần riêng. Chắc chắn ông Xén đã rất vui khi thế hệ con cháu hiểu được giá trị truyền thống tốt đẹp và cùng chung tay bảo tồn như ngày hôm nay. Bước lên.
Một trong những học trò giỏi nhất của nghệ nhân Trần Văn Xén có lẽ phải kể đến cái tên Bùi Văn Hồng. Hồng là một trong những thành viên có kỹ năng điêu luyện nhất trong đội trống Chay-dam xã Trường Tây. Chính sự độc đáo của điệu múa trống Chay-dam đã thu hút Hồng từ khi còn nhỏ. Đam mê múa trống, Hồng đã xin vào đội trống và kiên trì luyện tập. Bắt đầu tiếp xúc với múa trống từ năm 17 tuổi, sau 11 năm miệt mài luyện tập, đến nay Hồng đã là cây múa trống chủ lực của đội và là niềm tự hào của Phun Sóc cũng như nghệ nhân Trần Văn Xén. Nhiều năm qua, những thế hệ nghệ sĩ dân gian ở huyện Hòa Thành bằng sự đam mê và sáng tạo của mình đã giúp cho điệu múa trống Chay-dam lan tỏa và ngày càng mạnh mẽ trong cộng đồng. Để đạt được thành quả như vậy, đòi hỏi ý thức tự giác của chính những người dân Khmer ở đây. Đối với nghệ nhân Trần Văn Xén, hễ có thời gian rảnh rỗi là ông lại cùng nhau múa trống với những đứa cháu của mình. Bởi ông tin, chính những nghệ sĩ nhí này sẽ nối tiếp thế hệ cha ông mình bảo tồn vốn quý của dân tộc. Về cái múa trống Chay-dam này, tôi chỉ mong muốn là phát huy, không phải riêng tỉnh cho nên tôi muốn là tỉnh nào cũng có, nhưng mà cái là tìm thầy dạy là múa cho nó sắc sảo, nó đẹp, chứ còn bà lên cứ xây vòng thì coi nó không có hấp dẫn. Tôi muốn tỉnh nào vậy đó, là mà tỉnh này đi thi tỉnh kia, tôi chỉ mong muốn là coi như tỉnh nào cũng có cái lậu trống Chay-dam mà múa cho được như ý. Đó là cái ý riêng của cá nhân tôi nói là vậy.